Khoảng 1 giờ sáng ngày 3 tháng 5, đội cảnh sát ma túy quận Hải Châu đã phối hợp với các lực lượng bất ngờ kiểm tra quán bar F3 Club nằm trên đường Chi Lăng, thành phố Đà Nẵng. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng phát hiện 80 trên 130 đối tượng dương tính với ma túy. Trong đó, phát hiện 4 đối tượng có hành vi tàn trữ ma túy, gồm Nguyễn Minh Duy, sinh năm 1987, Lê Hữu Sơn, sinh năm 1990, Nguyễn Văn Lộc, sinh năm 1985, Lê Thanh Nhàn, sinh năm 1994. Cũng tại thời điểm kiểm tra, lực lượng phát hiện hàng loạt sai phạm trong hoạt động của quán bar này như kinh doanh rượu ngoại không rõ nguồn gốc xuất xứ, sử dụng bộ dụng cụ hút xì xa không rõ nguồn gốc, 20 nhân viên không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Vụ việc đang được lực lượng chức năng lập hồ sơ, xác minh làm rõ để xử lý.